cơm trong đây cũng có trứng nha. Ở ngoài sông này bà cậu đó và cậu chị nhỏ mà có cái đường nào mà tắt về ở đây không không có quầy lại mà tắt về bên chỗ chùa Bửu Liên được không bà? Không có đường nào cái đường môi kìa, đường môi với thác Ba Đình thôi chứ đâu có đường nào về đó được. Thôi chạy lại về vòng lại chạy về cái đường ấy đi, đường môi á Ba Đình không đi về cái đường thác Ba Đình á, cái đường môi chính là ấy đó, mình chạy từ một chạy về kè kè một quẹo vô đi cho nó dễ hơn. Đường nào đi tắt đâu? Còn mấy con nữa cho nó rồi luôn đi anh. Hết chưa? Chưa. Cái vào. Dòng cái luôn nè.